Một căn bếp như thế nào là đầy đủ tiện nghi? Chính là phải có hệ tủ đông mát và tủ thiết bị cùng song hành, nằm gọn gàng trong khoang tủ và thuận tiện sử dụng. Tất nhiên cần có cả ngăn kéo chứa gia vị để người nội trợ sáng tạo nên các món ngon đậm đà mỗi ngày. Nấu nướng nhẹ nhàng hơn khi nồi chảo nặng nề lúc nào cũng có chỗ sắp xếp ngăn nắp dễ lấy ra cất vào. Chỗ rửa trong bếp lại càng quan trọng, phải đủ rộng rãi cho mình sơ chế, rửa nồi chảo chén dĩa các thứ và cần để bên cạnh máy rửa chén để sử dụng thuận lợi. Đồng thời ngăn kéo ở dưới chỗ rửa cũng cần phải đủ lớn cho mình dự trữ rổ thau, dao thớt và mấy miếng rửa chén dự phòng nữa. Chén dĩa muỗng đũa cũng cần có nơi chứa đựng riêng biệt và cần đủ cho đại gia đình sử dụng, nên mô đun 5 ngăn kéo này rất là cần thiết nha. Mọi thứ đều đầy đủ trong cùng một vị trí để khi cần bày biện bàn ăn cho cả nhà, người nội trợ không cần phải đi đâu xa. Trong tủ bếp cũng cần thiết kế những nơi tối ưu không gian như góc bếp này, mình có thể tận dụng triệt để chứa đồ dự trữ ít dùng tới ngay bên trong. Bên cạnh cần có cả khoang để đồ điện gia dụng sạch sẽ, không thấm nước, mình nấu cơm thỏa thích mà không sợ hơi ẩm ảnh hưởng đến khoang tủ, sức chứa tối ưu, tiện nghi trọn vẹn. Một người nội trợ chỉ cần căn bếp đầy đủ như vậy thôi, có đúng không? Anh chị sắp làm cải tạo tủ bếp hay làm tủ bếp mới, mình tham khảo thử mẫu tủ bếp này nhé.